Triệu Lệ Dĩnh vướng hạng nặng cuối năm, còn thua đau trước Vương Nhất Bác, sắp mất ngôi vương rating. Vào tối ngày 5 tháng 12, Triệu Lệ Dĩnh đánh dấu sự trở lại sau một năm vắng bóng với phim Ai là hung thủ thuộc chuỗi series Mê vụ kịch trường thuộc thể loại kỳ bí phá án. Tuy là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng thành tích cho đến hiện tại của Ai là hung thủ khiến ai nấy sốc nặng khi đạt thành tích lẹt đẹt, không hề giống với phong độ nữ hoàng rating thường thấy của ngôi sao hữu phỉ. Cụ thể, sau ngày đầu lên sóng, bộ phim chỉ mới đạt được cột mốc nhiệt độ hơn 6.000 trên RWG. Nếu so với một số phim khác vừa lên sóng của cùng nền tảng như Phong khởi lạc dương của Vương Nhất Bác, đây là thành tích quá kém so với danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, ở đêm đầu tiên, thứ hạng của Ai là hung thủ trên thống kê của Blinkit chỉ dừng ở con số 4, độ bàn tán không thể đạt đến chỉ số 70. Nhiều khán giả cho rằng, vốn dĩ series Mê vụ kịch trường khá kén người xem. Mặt khác, thành tích của Ai là hung thủ lại khả quan nhất trong số các phần phim đã lên sóng. Chưa dừng lại ở đó, có lẽ vì Triệu Lệ Dĩnh chưa góp mặt trong tập 1 nên thành tích có phần bình ổn, chưa thể bùng nổ như dự tính. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đề nghị tẩy chay, quay lưng sau khi đoàn phim dính nghi án đọc poster phim Nhật ngay trước thềm công chiếu. Được biết, nguyên mẫu của bức poster bộ phim Ai là hung thủ đấy là poster của Legal High, một bộ phim Nhật Bản hài hước xoay quanh cuộc sống của nam chính làm nghề luật sư. Bộ phim này được nhiều người đánh giá cao về nội dung cũng như nghệ thuật xây dựng vụ án, tâm lý các nhân vật. Tấm poster của Legal High và Ai là hung thủ đều có chung một bố cục, nữ bên trái, nam bên phải. Nhân vật của Legal High nghiêng mặt như thế nào, nhân vật của Ai là hung thủ cũng sử dụng y hệt cách bộ dáng đấy. Quả thật, rất khó để tìm ra sự khác biệt giữa hai tấm poster. Chỉ ít lâu sau khi lùm xùm này nổ ra, đoàn làm phim của Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng đăng bài xin lỗi và gỡ tấm poster này xuống. Nhiều người hâm mộ đã không giấu nổi sự thất vọng trước hành động đạo nhái này của bộ phim. Ban đầu khi xem poster, anh ấy đều trầm trồ vì sự xịn sò. Ấy thế mà bây giờ, họ lại biết được những gì họ khen ngợi là chỉ là hàng nhái. Dù rằng đây là lỗi của đoàn làm phim, nhưng vì là diễn viên chính, lại là ngôi sao đắt giá nhất của phim, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhân vật hứng chịu mọi lời chỉ trích đàm tiếu. Netizen cho rằng, danh hiệu nữ hoàng rating của cô rất có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng từ scandal trời ơi đất hỡi này. Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, hàng loạt tiểu hoa đáng thuộc thế hệ sinh sau năm 1985 đều vướng drama ảnh hưởng danh tiếng trong thời gian gần đây. Đầu tiên là Dương Mịch, vướng drama, bị đàn em đá đểu. Tháng 11 vừa qua, bộ phim Học Cho Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vĩ Đình đóng chính lên sóng, thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay những tập đầu tiên lên sóng, Trần Tiểu Vân, nữ phụ của bộ phim, đã có phát ngôn gây tranh cãi, cố tình cà khịa, khen đểu Dương Mịch. Scandal bắt đầu nổ ra khi trên mạng xã hội, nhiều netizen dành tặng lời khen cho vai diễn của mỹ nhân họ Trần. Cả bộ phim thì bạn là điểm sáng duy nhất, xem người khác tôi thấy thật gượng gạo. Đáp lại lời khen này, nữ diễn viên Như Ý Truyện bỗng dưng nhắc đến Dương Mịch. Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi. Chị Mịch là diễn viên nghiêm túc với nghề và rất nỗ lực, chăm chỉ. Dương Mịch là thần tượng trong lòng tôi. Được đóng phim với chị ấy là niềm vinh hạnh cho tôi. Vì bình luận này mà Trần Tiểu Vân bị chê bai là EQ thấp, trà xanh thủ đoạn. Rõ ràng những lời khen trên mạng xã hội đều không nhắc tới tên của Dương Mịch, nhưng người đẹp họ Trần vẫn thản nhiên gọi tên đàn chị. Một vài netizen nhận xét, cô Tiểu Vân khen Dương Mịch mà cứ như đá xéo mỉa mai Dương Mịch diễn xuất gượng gạo vậy. Cuối tháng 11 vừa qua, showbiz xôn xao trước thông tin tỷ phú casino Alvin Chow bị bắt khẩn cấp về loạt tội danh đánh bạc xuyên quốc gia rửa tiền. Scandal của tỷ phú này trực tiếp ảnh hưởng tới hai cái tên là công ty giải trí Thái Dương Xuyên Hòa và Angela Baby. Được biết, Alvin Chow là chủ của Thái Dương Giải trí, được cho là công ty chống lưng của Thái Dương Xuyên Hòa. Năm 2020, Alvin Chow vướng nghi án rửa tiền, làm dấy lên tin đồn Thái Dương Xuyên Hòa cũng có hành vi phạm pháp tương tự. Điều đáng nói, Angela Baby, nghệ sĩ vốn là gà cưng của Thái Dương Xuyên Hòa, bất chợt bị đào là động thái chạy thoát thân khỏi công ty chủ quản. Tháng 7 năm ngoái, khi scandal rửa tiền của Alvin Chow khiến Thái Dương Xuyên Hòa bị xéo tên, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, trong đó có Angela Baby. Mỹ nhân Vân Trung Ca chia sẻ thông cáo báo chí về việc kết thúc hợp tác với Thái Dương Xuyên Hòa. Không chỉ vậy, Huỳnh Hiểu Minh cũng nhanh tay rút vốn khỏi công ty. Điều này càng khiến cho netizen thắc mắc và đặt nghi vấn. Phải chăng Thái Dương Xuyên Hòa thực sự xảy ra chuyện? Thời điểm trước khi Alvin Chow bị bắt khoảng một tuần, Angela Baby thông báo mình đầu quân cho công ty giải trí Duyệt Khải. Điều này càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi. Phải chăng bà xã Huỳnh Hiểu Minh có liên đới tới bê bối của công ty vì sợ vướng rắc rối nên cao chạy xa bay trước?